Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 6 tháng 6 nói Việt Nam không thao túng tiền tệ để tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại. Sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo xác định Việt Nam là một trong chín đối tác giao thương đang được theo dõi về việc can thiệp vào thị trường ngoại hối. Theo video của VTV được báo Tiền phong trích đăng, Tại phiên chất vấn ở Quốc hội hôm 6 tháng 6, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đã khẳng định với Mỹ là Việt Nam điều hành chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định lạm phát và không dùng những chính sách kinh tế vĩ mô, trong đó có chính sách tiền tệ, tỷ giá, để tạo cạnh tranh, tạo lợi thế một cách không công bằng. Những khuyến nghị về chính sách mà phía Hoa Kỳ đưa ra cũng tương tự với khuyến nghị của Quỹ tiền tệ quốc tế khi hàng năm đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ Việt Nam, ông Hưng nói thêm người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam trong một cuộc họp báo cũng khẳng định nước này không thực hiện và không có ý định thao túng tỷ giá để giành lợi thế thương mại chính phủ việt nam luôn kiên trì đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước bà lê thị thu hằng nói các nhà phân tích nói với VOA rằng chính phủ Việt Nam có thể sẽ vẫn tiếp tục nằm trong danh sách các nước cần theo dõi của Mỹ trong vòng ít nhất nửa năm, tới trước khi đến thời hạn phải cập nhật các tài liệu họ cho biết hai bên có khả năng sẽ thảo luận về tỷ giá tiền tệ và mất cân bằng thương mại trong khi việt nam cân nhắc các biện pháp đối phó